một cái buổi đầu á, cái giờ đầu chúng ta sẽ học về cái các viêm glucocorticoid, và cái buổi cái giờ thứ hai chúng ta sẽ học một ít về kháng sinh nha. Thì cái chương trình là như vậy. Bắt đầu chúng ta vô bài nhé. Dù trước thầy có nói với các bạn về cái nhóm glucocorticoid đó, thì hôm nay chúng ta học về cái nhóm đó. Thì cái nhóm glucocorticoid này nó bản thân trong cơ thể chúng ta có nha các bạn, và nó là một cái tuyến nội tiết. Tuyến nội tiết thì nó được, nó có ở đâu? Nó có ở tuyến thượng thận các bạn. Đó, tác dụng của nó là gì? Nó điều hòa cái gluco trong cơ thể và được gọi là glucocorticoid. Đó thì các bạn thấy á, để có qua cái tuyến thượng thận các bạn thấy hai trái thận không, thì cái tuyến thượng thận nó nằm phía trên, gọi là tuyến thượng thận. Thì ở trong cái trong người chúng ta có cái này luôn nha các bạn, có cái glucocorticoid luôn. Đó là hai cái dạng là cortisol và hydrocortisol. Còn sau đó thì khi người ta tìm hiểu ra được cái chất này và người ta gọi là phân lập nó, thì người ta biết được công thức cấu tạo của nó, người ta tạo ra những cái chất giống như vậy. Thì ở đây chúng ta có các loại gì các bạn? Ở trên thị trường hiện nay có 3 loại là mà được tổng hợp thì tác dụng của nó mạnh, đó là dexamethasone, là cái viên mà hôm qua bạn Hoàng có gợi ý là dùng cho bệnh nhân một thời gian ngắn á, thì thầy nói là được đó. Còn cái viên thứ hai là viên prednisolone, và viên thứ ba là đỉnh của nó là viên methylprednisolone. Thì ở đây các bạn thấy là hôm qua chúng ta cũng thầy cũng nói với các bạn là về cái gọi là cái sinh lý của cơ thể á, thì cơ thể chúng ta làm sao các bạn, buổi sáng á, khoảng cái glucocorticoid á, ở trong cơ thể chúng ta buổi sáng thì sao, nó nhiều nhất, cho nên nó mới dẫn đến tình trạng là buổi sáng sau khi thức dậy khoảng cỡ 8-9 giờ sáng á, chúng ta thấy trong cái người chúng ta khoan khoái không, chúng ta thấy nó phấn chấn trong người, khoan khoái trong người lắm. Vì sao vậy? Vì cái lượng cortisol nó nhiều và nó sẽ giảm dần cho đến khi nào, đến buổi tối thì nó nhiệm vụ của cái cortisol này, tí nữa thôi thầy nói ở đây luôn để tí nữa đó, các bạn dễ liên hệ, nó có một, nó gọi là một cái chất kháng viêm và kháng dị ứng, cho nên khi mà buổi tối nó xuống thì sao, chúng ta dễ bị dị ứng. Ý nghĩa là tại sao mà dị ứng, hôm qua thầy cũng có giải thích, hôm nay thầy nói tiếp để thầy lại nhớ, cứ nói đi nói lại và chúng ta dễ nhớ nha. Thì ở đây chúng ta thấy hiện nay trên thị trường có 3 dạng là dexamethasone, prednisolone và methylprednisolone. Đó. Bây giờ chúng ta vô cái tác dụng chung trên chuyển hóa của nó. Thì để coi thầy xem coi thầy chắc thầy làm một cái hình ngược đi. Cái hình ngược để các bạn coi trước đã. Cái hình ngược mà chúng ta sẽ đây nè các bạn. Đó. Cái hình này nó nói đến cái vấn đề là khi chúng ta sử dụng cái glucocorticoid là một trong ba thuốc, là đặc biệt là dexa đó các bạn, dexa, resmi và methylprednisolone đó, thì một thời gian sau chúng ta sẽ bị cái hội chứng này, người ta gọi là hội chứng Cushing. Thì những người thường dùng cái thuốc này gồm có những ai? Gồm có cái người bị lupus ban đỏ, lupus ban đỏ và cái vẩy nến và các cái tình trạng là ghép nội tạng các bạn, đặc biệt là một số các anh chị mà các anh á, các con trai họ bị vẩy nến á, thì họ dùng cái này nhiều lắm, một thời gian sau thì nó dẫn đến tình trạng gì các bạn thấy không, cái mặt tròn nó gọi là moon face,
phầy. Còn cái bụng của thì sao các bạn? To. Là tích tụ mỡ ở đâu? Tích tụ mỡ ở cái đường sau lưng này, gọi là cái vị vú trâu, mặt thì tròn. Đàn ông thì vú to nhưng mà tay chân thì nó lại teo cơ. Đó, và nó bị loạn xương, rồi cuối cùng nó dẫn đến tình trạng gì? Gãy xương. Đó, các bạn thấy không? Và nó tăng tiết axit thì dẫn đến tình trạng gì? Viêm loét dạ dày, dạ dày. Và nó bị xem gì nữa? Tăng đường huyết. Và ở trên đây có một cái người ta ghi cho chúng ta thấy là nó gì? Kích thích thần kinh và thay đổi tính cách. Thì ở đây thầy mở rộng luôn là như thế này. Cái glucocorticoid nó là một cái nội, nó là một cái chất nội tiết, cho nên cái tác dụng của nó rất mạnh. Và cái có, nó có một cái vấn đề là nó gây hưng phấn các bạn. Đó, người ta mới ghi là cái gì? Kích thích thần kinh. Nhưng mà trên thực tế họ, nếu mình nói đúng nhất, gọi là gây hưng phấn. Ví dụ bây giờ như vậy, nếu mà một người mà vào buổi sáng á, chúng ta cho họ uống một lúc 20 viên prednisolone á, thì họ có thể là cuồng loạn. Họ bị cuồng loạn nhá, có nghĩa là họ hưng phấn quá độ, nó gây nên cái tình trạng cuồng loạn. Vì sao? Vì cái lúc đó cái glucocorticoid ở trong cơ thể nó đã lên tới đỉnh rồi, mà chúng ta lại bơm tiếp vô một cái số lượng lớn như vậy nữa thì người ta sẽ gọi là loạn, bị loạn đó. Có nghĩa là người ta không điều khiển được cái tính nhân cách của người ta, nhưng mà chủ yếu ở đây nó gọi là bị loạn. Bị loạn có nghĩa là hưng phấn nó lên quá độ đó. Thì đây là một cái hình tổng quát về những cái mà chúng ta lạm dụng cái nhóm này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lại à. Thôi vậy sau đó chúng ta đi lại ha. Thì tại sao nó lại bị như vậy, chúng ta hiểu là tại sao nó một cái viên thuốc nhỏ bé như vậy mà nó lại gây ra những cái chuyện khủng khiếp như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới vô cái vấn đề là nó ở tác dụng trên chuyển hóa các bạn. Là nó khi uống cái này thì nó gây gì? Nó gây tăng đường huyết. Cho nên khi chúng ta dùng cho những cái bệnh nhân bị tiểu đường thì rất là hạn chế nha các bạn. Sau đó nó bị gì? Nó gây ra tình trạng gì? Dị hóa protein. Dị hóa protein là nó làm tiêu cái cơ đó các bạn. Nó như vậy cho nó dễ hiểu. Các bạn ghi là tăng dị hóa protein cũng như người ta gọi là nó teo, nó gây tiêu cái cơ. Thì nó gây tiêu cơ nó làm gì? Nó chuyển hóa cái cơ thành gì? Thành mỡ. Đó, nó chuyển hóa protein thành glucid. Nó thành một cái chất xơ đó các bạn. Đó thì glucid nó là gì? Người ta mới dẫn chứng là này, nó dị hóa glucid là nó chuyển hóa protein thành glucid. Thì glucid tăng thì sao? Gây tăng đường huyết. Còn nếu mà protein giảm có nghĩa là cái cơ của chúng ta bị teo thì giảm, thì nó gây tình trạng gì? Teo cơ. Như vậy khi chúng ta dùng nó một thời gian dài nó dẫn đến tình trạng gì các bạn? Hai cái tình trạng nó sẽ xảy ra, đó là chúng ta bị teo cơ và tăng đường huyết. Đó. Và sau đó nó bị tình trạng gì nữa các bạn? Nó gây rối loạn lipid trong cơ thể, cho nên nó tạo ra cái hội chứng gì? Cushing. Là nó gây béo phì ở đâu? Béo phì ở mặt, cổ và gáy. Thì ở cái gáy của người ta, những cái người mà dùng cái thuốc này lâu các bạn, thì ở gáy nó sưng lên, mỡ nó tích tụ các bạn. Nó gù lên, giống như cái lưng của con trâu, người ta mới gọi là hội chứng gù trâu. Đó. Sau một thời gian dài là phải cỡ ngoài 3 tháng nha các bạn. Và nó tiếp tục thêm một cái món gì? Món nữa là nó giữ natri. Thì các bạn nên nhớ dùng thầy là khi mà cái cơ thể người ta giữ natri thì nó sẽ kéo nước vô theo. Thì nó gây tình trạng gì? Gây phù và gây cao huyết áp. Natri là một trong hai chất của muối đó các bạn. Thì nó kéo thêm nước thì nó sẽ gây phù. Và natri là cái ion natri cộng nhiều thì nó gây cao huyết áp. Và nó gây tình trạng gì đó các bạn? Tăng đào thải qua kali ca cộng á. Mà cái ca cộng này nó là cái kali á, thì nó tập trung về cái vấn đề nó giúp cái cơ của mình vận động. Mà nó thải thì nó gây tình trạng gì? Thiếu và liệt cơ luôn. Sau đó nó thêm một
gì? Nó tăng thải trừ canxi. Đó, các bạn thấy không? Nó tăng thải trừ canxi qua thận và nó giảm hấp thu ở ruột. Nó đối kháng với vitamin D thì dẫn đến tình trạng gì? Nó gây xốp xương, dễ gãy xương. Đặc biệt là xương ở đâu các bạn? Xương ở đùi. Đối với những phụ nữ mà dùng cái này một thời gian, họ sẽ lên ký. Lên ký, mỡ tích tụ rất nhiều và béo phì. Nhưng mà nguyên, các bạn thấy không? Nguyên cái trọng lượng mà chúng ta lên như vậy thì cái cơ thể chúng ta đã phải gánh một cái lượng gọi là quá tải rồi. Mà bên cạnh đấy thì cái vấn đề gì? Cái vấn đề canxi của chúng ta nó lại không được hấp thụ. Cho nên nó gây tình trạng gì? Xương của ta bị xốp, nó loãng đó các bạn. Và nó sẽ gãy xương. Thì nó gãy ở đâu? Gãy hai cái xương đùi các bạn. Gãy ở ngay cái khúc đùi này. Cái đó là phải nói là dẫn đến tử vong đó. Những cái ca mà lớn tuổi mà béo phì mà gãy xương đùi á, thường là nguy cơ về tử vong nó cao lắm. Tại vì nó đau không là đã sốc rồi các bạn. Đau mà do gãy xương đùi không á, là đủ đau quá, người ta sốc, người ta đã muốn chết rồi. Chứ hơn nữa lại thêm mấy một số vấn đề nữa là nó dễ đi lắm. Đó, thì chúng ta qua một cái, đó là cái tác dụng trên chuyển hóa nha các bạn. Trên chuyển hóa có nghĩa là khi người ta uống vô một thời gian dài khoảng mấy tháng, khi cái cơ thể của người ta sẽ bị cái tình trạng như vậy thì người ta gọi là tác dụng trên chuyển hóa. Thì chúng ta đi, bây giờ chúng ta vô tác dụng trên điều trị nè các bạn. Tác dụng trong điều trị thì các bạn nhớ dùng thầy nằm lòng. Tác dụng trên điều trị của glucocorticoid có 3 tác dụng chính. Thứ nhất là kháng viêm. Các bạn ghi lại dùng thầy, ở trên slide có các bạn. Các bạn ghi là nhấn cái kháng viêm, kháng dị ứng và ức chế miễn dịch. Đó. Kháng viêm thì chúng ta điều để điều trị cái gì? Để điều trị viêm khớp. Viêm khớp dạng thấp và bệnh thấp tim. Đó, các bạn ghi như vậy cho nó cái bài nó dễ hiểu. Khi ghi kháng viêm sưng nóng đỏ đầu nó lan man quá. Các bạn ghi chú về cái phần kháng viêm dùng thầy là tác dụng trên điều trị của glucocorticoid kháng viêm thì chúng ta dùng để cái gì? Dùng để điều trị viêm khớp dạng thấp và bệnh thấp tim. Đó. Rồi kháng dị ứng. Kháng dị ứng thì chúng ta để dùng cái gì? Để phối hợp điều trị bệnh hen suyễn, bệnh COPD. COPD là cái bệnh viêm cái tắc nghẽn phế quản mãn tính nha các bạn. Các bạn ghi lại thầy như vậy nhé. Kháng dị ứng thì để phối hợp điều trị hen suyễn. Điều trị dị ứng rồi, hẳn nhiên rồi. Điều trị dị ứng, điều trị hen suyễn và phối hợp điều trị COPD. Còn ức chế miễn dịch thì dùng cho việc gì? Việc chống thải ghép. Chống thải ghép các bạn. Ở đây thầy sẽ cũng giải thích tiếp cho các bạn về cái cơ chế miễn dịch của nó. Ức chế miễn dịch có nghĩa là sao? Cái thuốc này nó gây ức chế miễn dịch các bạn. Thì các bạn biết là khi mà chúng các bạn ghi thầy là để điều trị cái để chống thải ghép nha. Thì giả sử có một cái bạn nào đó bạn bị mất một lá gan thì người ta sẽ gì, các bác sĩ họ sẽ gì, họ sẽ tìm cái lá gan và họ ghép cái gan cho cái bệnh nhân đó. Thì khi ghép cái lá gan cho bệnh nhân đó, đối với cơ thể của chúng ta, cái hệ miễn dịch của cơ thể của cái bệnh nhân đó, họ nó coi như là cái lá gan đó là một cái vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể. Thì lúc đó cơ thể của cái người mà được ghép lá gan nó sẽ, họ sẽ làm gì? Cái hệ miễn dịch và bạch cầu nó sẽ tấn công cái gì? Cái gan mà vừa mới ghép vô các bạn. Tấn công là nó sẽ làm gì? Nó phá hủy cái đó. Nó phá hủy, nó làm cho cái đó bị nát bét ra luôn. Nó phá hủy. Thì nếu nó phá hủy như vậy thì việc chúng ta ghép vô nó đâu có ý nghĩa nữa, mà chúng ta lại gây chết người. Cái đó chúng ta phải dùng cái thuốc glucocorticoid này dùng suốt đời cho các bạn. Để làm gì?
khi đó chúng ta sẽ ứng dụng cái tác dụng điều trị của nó là cái ức chế miễn dịch. Chúng ta ức chế miễn dịch, ức chế cái hệ miễn dịch lại. Thì khi cái hệ miễn dịch nó bị ức chế thì sao? Nó không có tập, nó không còn sức để nó làm việc, nó xử lý cái miếng gan vừa mới ghép. Nhưng mà từ đó nó dẫn đến tình trạng gì? Nếu chúng ta luôn luôn ức chế miễn dịch thì chúng ta sẽ dẫn đến các cái bệnh gì các bạn? Các cái bệnh khác là các bệnh cơ hội. Thí dụ cảm cúm, viêm phế quản, viêm nhiễm nấm, rồi nhiễm trùng lông các loại. Thì đó là, nhưng mà nếu không xài cái đó thì sao các bạn? Xài cái đó là chết. Cho nên là phải xài. Ở đây các bạn thấy cái tác dụng trên điều trị của cái glucocorticoid nó rất là lớn. Chứ nó không đơn thuần như chúng ta thấy là chỉ có điều trị mấy cái viêm rồi lằng nhằng, không phải. Thì các bạn ghi dùng thầy ba cái chính trong tác dụng trên tác dụng điều trị của glucocorticoid là kháng viêm, kháng dị ứng và ức chế miễn dịch. Rồi. Sau đó chúng ta đi vào những cái gì, những cái vấn đề khác là khi chúng ta uống nó vô nó tác dụng trên các cái cơ quan khác. Vì như lúc nãy các bạn thầy nói rồi là nó làm gì? Nó làm sảng khoái quá mức. Nó có thể gây những gì? Nó gây những cái cơn cuồng loạn lũ lẫn cho những người dùng mà quá liều các bạn. Đó. Hồi xưa có một số dân chơi ở nước ngoài á, họ khi mà vô những cái dance và những cái bar đó, họ ngoài dùng những cái thuốc về ma túy, họ còn dùng thêm cái này nữa các bạn, để nó loạn lên, nó loạn mức độ khủng khiếp luôn. Đó. Cái thứ hai là cái gì? Nó tăng gì? Nó tăng cái hồng cầu. Đó. Thì nó làm cho cái gì? Uống cái thuốc điều trị bằng cái glucocorticoid một thời gian đó, thì cái da mặt của chúng ta nó đỏ mà thấy cái gần máu luôn các bạn. À, nó mỏng quá. Và nó bị gì nữa? Nó bị loét dạ dày, do nó gây cái tình trạng tăng tiết axit dịch vị. À. Và nó gây tình trạng gì nữa các bạn? Nó làm chậm cái vết thương. À, ở đây nó lại có một cái, nó lại nhờ cái đó nó lại có một cái tác dụng như vậy các bạn. Thì người ta dùng glucocorticoid giải trích á, để người ta điều trị cái gì? Điều trị những cái sẹo lồi. Vì sao vậy? Vì sao? Vì người ta lợi dụng cái tính chất gì của nó làm teo cơ. À, các bạn thấy không? Thì hồi xưa á, ngay bây giờ người ta vẫn làm á, có những cái pha ca mà bị bỏng á các bạn, bị bỏng nặng á, hoặc là bị một cái chấn thương nào đó thì nó dẫn lên tình trạng là cái sẹo lồi, nhưng mà nó lồi quá mức. Nếu mà lồi vừa thì người ta xài kia để ma tít gọi là phần chất tuy bẹt là được rồi, nhưng mà nó lồi quá các bạn, thì họ phải đi bác sĩ. Thì bác sĩ họ làm cái gì? Họ chích cái liều glucocorticoid mà nó là triamcinolone á, đã chích đó, người ta ống sẽ chích vào đó, thì nó từ từ cái cơ nó teo đi các bạn, nó teo đi, cái sẹo đó dần dần nó teo và nó liền lại bình thường. Thì ở đây nhờ người ta lấy, người ta gọi là cái gì? Người ta tận dụng cái tác dụng gây teo cơ để người ta điều trị sẹo lồi, thì nó lại là một cái điều tốt các bạn. Thì rồi đó là những cái mà nó cái hay của nó đó các bạn, trên cái ấy đó, cái tác dụng trên các cơ quan đó. Thì đến đây thì các bạn thấy là cái glucocorticoid này nó không phải tầm thường nha. Nó là một chất kháng viêm, nhưng mà nó là một cái thuốc thuộc về tuyến nội tiết, cho nên nó không phải là một loại kháng viêm tầm thường, bình thường như chúng ta vẫn nghĩ. Cho nên chính vì vậy thầy mới triển khai cái bài này ở cái mức cũng nó hơi rõ chi tiết để chúng ta nắm. Vì sao vậy? Vì tình trạng mà lạm dụng cái thuốc này bây giờ ở tất cả mọi nơi trên nước Việt Nam này họ đều dùng nó hết và dùng rất nhiều. Cho nên ví dụ mình, thầy đó có một cái, thầy biết có một cái chị kia chỉ bán thuốc năm nay là khoảng, nếu mà tính nghề khoảng 30 mấy năm á, thì trong thời gian hành nghề của chị á, thì chị rút khoảng cỡ theo tính cái sơ bộ của thầy á, thì chị rút khoảng gần 1.000 người, rút 1.000 người đau bao tử cho các bạn.
nhờ chị mà thầy hay đến uống thuốc của chị đó, thì nó mới nhờ chị mà gần 1.000 người khách hàng bị đau gan tắc nghẽn. Tại vì các bạn biết sao, chị xài như vậy, chị xài một viên thuốc cảm, một viên thuốc cảm tổng hợp, một viên thuốc bổ và một viên Redney. Thì sao vậy, khi mà dùng cái viên Redney á, nó độc như vậy này các bạn. Khi người ta bị cảm cúm á, thì sao, người ta nó mệt mỏi uể oải và buồn ngủ lắm. Thì những người mà họ dùng thuốc nhưng mà họ dùng cái kiểu mà họ ác á, thì họ dùng cái viên Redney khi bệnh nhân bị cảm cúm luôn các bạn. Thì lúc đó làm sao, lúc đó nó gây cái hưng phấn trở lại và nó không có bị đau nhức nữa, các bạn thấy không? Thì ở đây người ta tận dụng cái gì, người ta tận dụng cái tăng sảng khoái của cái viên Redney đó. Cho nên là khi uống thuốc của cái chị này hồi đó, thầy thì thật ra thầy không biết là chị này có chị có biết tới mức độ như vậy không, hay là chị chỉ làm theo một cái quán tính thôi. Thì uống thuốc của cái chị này khi bị cảm, người ta không có bị buồn ngủ và người ta rất thích, cho nên người ta cứ đến hoài đến hoài đến hoài đó. Và thêm một cái nữa là khi chúng ta dùng cái viên glucocorticoid này á, là dùng để xa chúng ta dùng Redney hay chúng ta dùng methyl mà